Vâng, mỗi nơi trên thế giới là có những quy định xử phạt vi phạm nồng độ cồn khác nhau khi mà tham gia giao thông. Nhưng mà phần lớn đều không áp dụng mức từ không như là Việt Nam. Cụ thể tại Đài Loan, Trung Quốc thì có một cái hình phạt độc lạ chuyên xử lý lái xe vi phạm nồng độ cồn khiến rất nhiều người bất ngờ. Vào cuối năm 2021, một vụ tai nạn do lái xe say rượu ở Cao Hùng gây ra đã khiến một người trong gia đình thiệt mạng và ba người bị thương. Sự việc xảy ra khiến dư luận vô cùng bức xúc và càng thêm phẫn nộ khi biết rằng tài xế này đã có hai tiền án về tội danh lái xe say xỉn. Ý thức được các hình thức phạt truyền thống chưa đủ gian đe, thị trưởng thành phố Cao Hùng đã kêu gọi văn phòng công tố quận, cục pháp chế, cục giao thông vận tải và các đơn vị liên quan khác để nghiên cứu và thảo luận các cái vấn đề chiến lược và biện pháp hạn chế tài xế lái xe khi say rượu và giảm số lượng người tái phạm. Theo đó, những người bị kết án lái xe trong tình trạng say rượu phải thực hiện nghĩa vụ cộng đồng tại nhà tăng lễ của thành phố. Ngày 18 tháng 1 năm 2022, đợt đầu tiên bao gồm 11 tài xế vi phạm đã đến văn phòng quản lý tăng lễ của thành phố Cao Hùng để nhận hình phạt. 11 người này phải làm việc trong 4 giờ đồng hồ cùng với nhân viên nhà tăng lễ và không trực tiếp chạm vào hài cốt. Họ phải làm sạch sàn nhà, tường, tủ lạnh nhà xác, xe đẩy, bàn khám nghiệm tử thi và các thiết bị khác. Cơ quan chức năng cho biết những việc như là rửa thi thể có thể có tác động gian đe mạnh hơn đối với những tài xế gây tai nạn sau khi uống rượu bia. Nhưng vì sự tôn trọng đối với người đã khuất và gia đình của họ nên những việc này không nằm trong phạm vi thực hiện nghĩa vụ cộng đồng.